Dạ. Ủa, đưa nó vô đây làm gì? Cô Vũ tình ý lắm, sao con giấu nổi. Nhìn đi con, ba không sao đâu. Từ nay con đừng có giận ba mà bỏ nhà đi nữa nhé. Ngoài kia nhiều cạm bẫy nguy hiểm lắm. Ba, sao ba cứ giấu con mà không nói như con biết? Vì sao gia đình mình lại lâm vào cái hoàn cảnh? Chuyện làm ăn mà, lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Nhưng dù gì ba cũng giữ lại được căn nhà. Cha con mình vẫn sống ở đó như trước kia. Ba, con không có sợ khổ gì hết á. Con chỉ mong là ba đừng có bệnh, ba sống khỏe với con là được. Yên tâm đi con gái, chỉ cần có con ở bên cạnh, ba không bao giờ thấy mệt. Chỉ cần có con ở bên cạnh, lúc nào ba cũng thấy vui. Thôi đến đi, cái mặt con khóc mỗi thứ ghê lắm con biết không? Cái thằng này, chuyện riêng của cha quan tâm gì mày mà mày khóc? Chú nghĩ sao mà không khóc được? Con cũng là thành viên trong nhà mình mà. Mà dù có người nhà không mà nhìn vô hoàn cảnh này ai mà không cảm động, ai mà không thương, ai mà thấy cái cảnh này mà không khóc á, là mấy người bỏ đi, mấy người mà có trái tim sắt đá. Ai vậy? Ủa, Toa. Dạ, con thưa chú. Dạ, hôm bữa nghe tin của chú với em Oanh nằm ở đây, mà lúc đó con đang công tác ở Mỹ cho nên không có ghé thăm kịp. Cho nên là con có chút quà mong chú tha lỗi cho con. Cảm ơn con. Oanh. Dạ. Nhận quà của anh kìa. Anh hả chú? Cảm ơn. Chú khỏe không chú? Chú không sao. Công việc của con là quan trọng mà. Và lại dù con có tới sớm hay muộn thì cũng đâu có thay đổi được gì. Chú đừng có nói như vậy. Bây giờ nếu như có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng với con. Chú với em Oanh bây giờ giống như là người trong nhà của con vậy. Con giúp được cái gì thì con giúp mà. Chú cảm ơn con. Ngày xưa chú cũng đi lên từng tay trắng, bây giờ coi như chú trở về trắng tay thôi. Chú yên tâm, ở bên Mỹ con đã nghiên cứu kỹ rồi, công ty của mình vẫn còn có thể cứu vãn được. Còn chuyện của Oanh, chú cứ để con lo. Không cần đâu, chuyện của gia đình tôi tự sắp xếp được. Kiều Oanh, chú cảm ơn con. À, về tới nhà rồi à. Sung sướng gì đâu, mấy ngày qua trong bệnh viện tù túng muốn chết luôn. Dạ. Chú ngồi chú khỏe rồi. Dạ chú. Được rồi. Dạ, thân yêu, cái TV thân yêu đấy đâu. Rồi. Cẩn thận nha chú. Oanh. Dạ. Ủa ba, con mắt của ba bị sao vậy? Con bà vô mắt chú rồi nè. Cháu làm miếng. Tránh ra. Ý của ba là anh Toàn hôm nay anh bận trăm công ngàn việc, vì mà ảnh cũng ráng thu xếp vô trong bệnh viện đón ba của con về tới tận nhà, chỉ ít ra con cũng phải biết này nọ kia đồ với người ta. Này nọ kia đồ là sao ba? Này nọ kia đồ là cảm ơn người ta một tiếng. Ủa chú, con tưởng cậu Toàn tự nguyện mà, có ai nhờ vả ở đâu, con mới là người chồng. Cái thằng này,
người ta nhiệt tình với gia đình mình thì ít ra mình cũng phải rót nước mời người ta uống. Trời ơi, nước. Dạ thôi được rồi. Dạ thôi được rồi chú, không có sao đâu. Cái chuyện mà chăm cho chú khỏe là chuyện trách nhiệm của con mà. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Thôi được rồi. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em với ba. Từ bây giờ mình làm bạn với nhau nha. Hoặc là anh em trong nhà thôi cũng được ha. Oanh à, anh nói với em rất nhiều lần rồi, anh không có muốn làm bạn bè hay là anh trai mưa gì của em hết trơn á. Anh muốn là cái gì của em biết mà. Làm chú coi chủ. Cái thằng này. À, thôi à, chú nghỉ ngơi nha chú. Con về trước. Ừ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Rảnh cứ tới chơi ha. Coi chú cứ gọi con nha. Ừ. Dạ rồi. Cảm ơn con. Thưa chú con về. Anh về trước nha. Bye bye. Chú về nha con. Nè, tự mở cửa, tự đóng cửa giùm cái. Bà thấy thằng Toàn nó thương con thật lòng đó. Nó đã biết gia cảnh của mình bây giờ không còn được như xưa nữa, vậy mà nó vẫn không thay lòng đổi dạ. Vì bị là một người tốt, mà người tốt thì chắc chắn sẽ mang tới hạnh phúc cho con. Có thằng Toàn á, từ nay ba không cần phải theo dõi con suốt ngày nữa. Con đỡ mệt. Vậy thì mẹ cũng tốt. Mà sao ba không thích? Ba đi thích cái bà Mỹ đó. Tình yêu là đâu có phải cưỡng ép là được đâu ba. Nhưng ba đã quyết định rồi, con phải lấy thằng Toàn. Ba không muốn đến khi ba nhắm mắt xuôi tai vẫn phải lo cái chuyện hạnh phúc của con. Ba biết chuyện tình yêu thì không thể cưỡng ép được, nhưng mà con hãy thử mở lòng của mình ra, đón nhận anh Toàn một lần đi. Dù sao anh cũng là người tốt mà. Tin ba đi nhé. Trời ơi chú. Ba, thấy chú sao vậy? Khẩu nghiệp làm cái gì? Anh mắm mắm muối không mà. Tự nhiên Tự nhiên tim ba bị anh chối nào. Con mà không nhận lời thì ba. Thôi được rồi. Cái gì con cũng chịu hết. Thôi để con đi lấy miếng nước cho ba nha. Thằng mắm mắm muối không à? Chú nói bậy vô bà chi. Nghiệp nó quật. Mắm muối nghiệp. Trúng sao à? Ủa, nãy giờ chú diễn hả? Mày mà bẫy ra là tao chết thiệt cho mày coi. Trời ơi, là con hết hồn luôn á. Xem nữa hô hấp nhân tạo chú luôn rồi đó. Bỏ tay chú luôn rồi. Miệng mày. Thôi ba. Hít. Thở. Đúng rồi. Hít. Thở. Đó. Thiệt không nhờ tôi có những kỹ năng cấp cứu là coi như ông chủ tài rồi. Ba uống miếng nước cho đỡ đây ba. Thôi ghê. Xưa tôi làm y tá, tôi nghe ông chủ tiêu. Giờ ba đỡ rồi. Ủa mà ba, sao bếp dưới không thấy ai hết trơn vậy? Vũ đâu? Với lại mấy cái ông vệ sĩ nó không thấy ai hết trơn á. Thì giờ ba đã bị phá sản rồi, đâu còn đủ tiền để phát lương cho mọi người, cho nên ba cho họ nghỉ hết trơn rồi. Quang. Dạ. Mày theo chú cũng đã gần 20 năm rồi. Dạ. Bây giờ có cái này. Giữ đặng mai mốt lo cưới vợ đi. Trời, sao nhiều tiền chứ? Hai chục năm hả? Ủa chú ngộ nha, chú mới nói gia cảnh mình khó khăn, không có tiền lương để phát cho mọi người. Chú đưa tiền này con rồi lấy vợ rồi thêm nhân khẩu, tốn cơm làm gì. Thôi, không có vợ đâu, chú giữ đi. Ý của chú á, là mày theo chú lâu rồi, mà bây giờ gia cảnh của chú đó không còn được như xưa nữa. Chú sợ là lo cho mày không được đàng hoàng, thằng thứ chú không dám giữ mày nữa. Trời, giữ cái này đi. 20 năm qua có bao giờ chú lo cho con đâu, toàn con lo cho chú không à.
Con lớn rồi, con tự lo được, không cần chú lo. Bây giờ vấn đề nằm ở chuyện tiền bạc không? Đối với con, thằng không biết xài tiền thì tiền bạc không quan trọng. Chú cứ giữ tiền đó đi, chừng nào có dư dư đưa con không được. Giờ chú cứ để con ở đây lo chú, không có con ai lo. Tao không có cần mày lo, mày đi giùm tao đi. Diễn, à ha, giỡn với con vô. Không có bà vú, để một mình con chấp hết. Quay, mày nhất định phải đi. Chỗ này không cần mày, cha con tao không cần mày, rõ chưa? Anh Quang, chắc là ba em chưa có hết bệnh nên mới nói vậy thôi. Anh đừng có giận ba em nha. Cô sao giận? Tôi hiểu tính ông chủ mà, ông Diễn thôi.